Thì tự nhiên là còn chứ không có mất.
phải không? Mất thân này, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta vẫn còn theo nghiệp liên tục sinh ra. Nếu như vậy thì quý vị có tin không? Bởi vì trong kinh Phật, Phật dạy rằng tất cả chúng sinh không phải chỉ có mặt một lần mà đã có vô số lần rồi. Trong kinh Phật dạy, người tu hành từ khi sơ phát tâm cho tới thành Phật quả là trải tới ba vô số kiếp lận. Mà nếu qua ba vô số kiếp đó mà sanh ra chết cho hết thì có đi qua dài được không? Mà không qua dài được thì làm gì có ông Phật. Như vậy Phật Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp, mà vì cái tu đó, cái công quả đó nó không bị mất. Bởi không mất cho nên mới có sự liên tục, bởi liên tục cho nên mới có đến kết quả thành đạo chính Phật quả hay là lên địa vị Bồ Tát. Như vậy thì hiện tại những Phật tử tin rằng nơi hiện tại của mình đây có mang những cái gì của đời quá khứ hay không? Tin không? Chứ nói đại không có sợ, không ai bắt lỗi đâu, cúng cũng được, tại sao sao? Quý vị tin rằng mình có mang những cái gì của quá khứ lại đây không? Nó có rõ ràng mà quý vị không suốt, không để ý. Bởi vì chúng ta ra đời từ một cha mẹ mà người anh, người em, người cháu, người em út vân vân, ba bốn người, mà ba bốn người đó giống nhau từ hình thức cho tới tâm lý như khuôn đúc không? Giống không? Không giống. Không giống tại sao? Vì một cha, một mẹ cũng như là một cái khuôn, thì từ khuôn nó biết ra thì ai cũng giống ai thôi, phải không? Mà tại sao nó không giống? Có khi về hình thức vật chất có thấy thành giống, nhưng mà tâm tư là không giống. Có người cùng một cha mẹ là người thì hiền, người thì dữ. Cùng một cha mẹ mà có người thông minh, có người lại trọng lực. Như vậy tại sao? Bây giờ quý vị chuyển nghiệm lại nơi tâm của mình, thấy hiện tại mình sinh ra những cái gì chưa được dạy, chưa được chỉ bảo, mà mình vẫn có cái sở thích và có cái ưa. Nên khi trước tôi giảng về luân hồi thì có một thầy giáo, ông nói rằng với thầy giảng thì con thấy Phật nói rất hay, nhưng mà cụ thể nhất làm thầy giáo con biết rõ lắm. Một ông thầy gặp một cô giáo dạy một lớp học, thì thầy giáo cô giáo dạy thì bình đẳng, bài vở như nhau, nhưng học thì sao? Có đứa giỏi môn này, có đứa giỏi môn khác, không giống nhau. Thì tại sao vậy? Cái không giống đó là do học hay là do cái gì? Tôi thí dụ, thợ trước người đó là thợ mộc, bây giờ trở lại thành làm người, thì khi mà bảo vẽ, bảo làm những cái nhà hoặc là những cái hình thức cây thang hay là một cái gì đó thì người đó làm rất tốt. Còn có người hồi xưa là nhà toán học,
Tuổi già ra đời, nói về toán số thì rất là tinh thông, rất là hiểu sâu. Còn có người hồi xưa là nhà văn, bây giờ vào học thì văn chương rất là giỏi. Thì như vậy mỗi người mang theo cái gì riêng biệt tới đây, chứ không phải là duyên nhau, phải không? Nếu mà chỉ là hình thức mới có hiện tại thì chắc giống nhau hết. Nhưng mà vì có mang những cái hình thức, những cái tâm tư của quá khứ nó còn cơ động trong tâm thức mình, cho nên khi ra đời gặp cái duyên thì nó phát hiện, nó nảy sinh rất là dễ. Ví dụ như trên thế giới lâu lâu người ta có kể nơi này nơi kia có những vị thần đồng, phải không? Có người thần đồng giỏi về toán, có người thần đồng giỏi về văn chương, có người thần đồng giỏi về âm nhạc, vân vân. Dạy một bước tới người, cho nên gọi là thần đồng. Học ít mà không trước hết, đó là thần đồng. Thì ai làm sao mà biết rằng cái đó mới đời này được? Nếu bộ óc của mình cũng giống nhau thì cái được đó là chính cái giá trị mà đã dồn, mà đã tích lũy, cho nên ra đời này nó còn mang theo. Như vậy thì quý vị hiểu rằng chúng ta không phải chỉ có một đời này mà có vô số kiếp. Vì vậy mà trong kinh kể lại, như Phật tôi ở dưới cội Bồ Đề, từ trăm một đến trăm hai đêm thứ 49 thì ngài liền chứng được túc mạng minh, tức là biết rõ vô số đời về trước, nhớ như việc mới xảy ra hôm qua. Vì vậy mà sao Phật mới nói những bài kinh kể lại đời trước của ngài và nói lại những đời trước của các vị tỳ kheo văn Phật, kết tập thành hai bộ kinh, gọi là kinh bổn sanh là nói về đời ngài, kinh bổn sự thì nói về đời các đệ tử. Nhớ rõ, biết rõ vô số kiếp, cho nên Phật mới nói chúng ta luân hồi sinh tử không phải một lần mà đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Tâm chúng ta nó chứa đựng, nó tích lũy những cái gì của quá khứ không thể mất. Vì vậy ngày nay chúng ta được thân người, dĩ nhiên mỗi người đã tích lũy khác nhau, cho nên tâm tư, nguyện vọng, khả năng cũng khác nhau. Bởi vậy mới có người hay cái này, người giỏi cái kia, không ai giống ai hết. Đó là một lý do tôi kể cho quý vị biết rõ, chúng ta không phải chỉ có mặt ở một lần này, mà đã có những lần trước, thì sau khi quả thân này chúng ta còn hết, tự nhiên là tiếp tục, chứ không có mất. Như vậy thì mất thân này rồi, chúng ta còn tiếp tục những thân sau. Những thân sau đó hoặc tiếp tục làm người, hoặc tiếp tục làm những cái kẻ tội lỗi khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là được lên các cái cõi lành hơn, Atula và cõi trời. Do đó cho nên cái luân hồi nó không có cố định, tùy theo cái nghiệp duyên mình tạo trong đời này. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở đây không phải một lần, và chúng ta chết đi lại cái thân này không phải là mất. Đó, nói như vậy để quý vị hiểu cái ý nghĩa về cái thân sau. Mà thân sau thì hiện giờ chúng ta được làm người, mà cái thân sau của chúng ta đó khó bảo đảm được làm người. Mà muốn được làm người thì chúng ta phải làm sao mới được bảo đảm trở lại làm người? Quý vị biết cái đó không? Chưa biết.
Tu lâu quá rồi. Ê, ít ra quý vị vô ưu thọ giới cho tôi 5 năm, 10 năm rồi. Mà không biết sao mình làm thế nào để trở lại được là người. Thì đó là dễ ra. Bây giờ quý vị cứ nhớ trong kinh Phật dạy, người muốn đời sau được trở lại làm người thì như nơi đời này mình phải giữ tròn năm giới. Quý vị nhớ năm giới chưa? Nhớ hết rồi. Thôi tôi nhắc tôi nhớ thêm nha. Giới thứ nhất là không được sát sanh, tức là không được giết người bằng cách tự tay giết, dùng miệng của đỡ giết, và thấy nghe họ giết nhau mình vui thích tùy hỷ và tùy hỷ phát, và những con vật lớn cũng không được giết. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có giữ được chưa? Chưa rồi. Đó là một cái thứ là giới thứ hai là không được trộm cướp. Điều đó ai cũng hiểu hết rồi. Mà quý vị giữ được chưa? Không ăn trộm, ăn cướp cũng như không ăn cướp. Quý vị nhớ, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp đều không được làm. Quý vị nhớ chưa? Nhớ là có giữ được tròn không? Giới thứ ba là không được tà dâm, nghĩa là người có vợ, có chồng, có gia đình rồi thì không được ngoại tình với kẻ khác. Ngoại tình với kẻ khác gọi là phạm tội tà dâm. Quý vị nhớ không? Mà có thể lâu lâu lớn phạm không? Đó là cái thứ ba. Rồi cái giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối ở đây là cái lời nói, tôi nói rộng cho quý vị nhớ, nói không đúng lẽ thật. Mình nói không đúng lẽ thật có ba cái động cơ. Động cơ thứ nhất là do tham, nói dối để gạt người ta lấy lợi về mình, đó là phạm tội nói dối. Động cơ thứ hai là do nóng giận, khi giận người ta rồi biết đó là người giống mình mà gọi là trâu là chó để cho người ta tức giận, đó cũng thuộc tội nói dối. Thứ ba nữa là cái tâm ác độc, người đó không phạm tội, không có những lỗi lầm gì với chính quyền mà mình vu oan vu cáo mà phạm tội này tội kia thì đó là phạm tội nói dối vì cái tâm ác độc. Như vậy nói dối vì lòng tham, nói dối vì nóng giận, nói dối vì ác độc thì phạm tội. Quý vị có phạm cái giới đó không? Ta không có một người. Như vậy ít quá mà. Phải không? Có lẽ là quý vị đều nói cái dần lên không. Phải không? Để tỏ là quý vị giữ còn hết. Giờ tới cái giới thứ năm đó. Cái giới này ở Việt Nam hơi sợ là không được uống rượu mạnh. Tôi nói rượu mạnh để giảm tập, rượu yếu, rượu nhẹ, và không được uống sai. Rượu mạnh không được uống rồi, rượu nhẹ mà uống sai cũng không được luôn. Không được uống rượu mạnh, không được uống sai, và không được hút ớt phượng thì ke ma túy. Thì cái giới đó có gì giữ được không? Mấy ông nam này chứ, ông nam nó nói của ai? Sao ông nữ nói chưa ra đâu? Sao ông nam giữ còn ở đó không? Ông vui thì như vậy, nó chưa còn rồi. Thì ở đây tôi nói cái tai họa cho quý vị thấy. Chúng ta là người, mình quý trọng mạng sống của mình không gì bằng mạng sống, thì kẻ khác là người thì mạng sống họ cũng quý như mình. Bây giờ mình xóa phạt mạng sống của họ thì mình phải đền trả cho xong thế nào được yên. Vì vậy mà đó là một cái tội
chúng ta quý trọng tài sản của mình, bây giờ xâm phạm tài sản của người thì phải đền, không thể tránh được. Chúng ta quý trọng hạnh phúc gia đình của mình thì hạnh phúc gia đình của mình cũng phải quý trọng, và xâm phạm hạnh phúc của gia đình người khác đó là cái tội, mình phải đền. Chúng ta quý trọng trí tuệ thông minh, bây giờ uống rượu nhiều thì cái trí tuệ bị đành đoạn, thuốc lá phiện thì cho ma túy làm cho mình điên cuồng lên, thì cái đó chúng ta phải trở thành cái người tối tâm mù mịt không có hướng đi. Vì vậy mà Phật cấm, cấm không phải vì Phật mà vì giữ Phật tử. Nếu Phật tử giữ tròn năm điều đó, bảo đảm đời này là người, đời sau trở lại là người tốt hơn, chứ không có cái hại gì hết. Mà giữ được tròn năm điều đó thì như bây giờ có ai dám phê bình ông đó hay chị đó xấu, có ai phê bình đó không? Còn nếu mình phạm một trong năm điều đó có bị phê bình không? Thí dụ giờ chúng ta ăn cắp thì ai nghe nói ăn cắp họ cũng xin chê. Chúng ta lừa gạt, ai nghe nói kẻ đó lừa gạt thì cũng xin chê. Như vậy thì cái nhân phẩm của chúng ta nó nằm ở chỗ giữ tròn năm giới. Đời này chúng ta đủ nhân phẩm làm con người thì đời sau chúng ta tiếp tục làm người, không sai trả tí nào hết. Vì vậy mà Phật bảo đó là cái nhân thừa Phật giáo, cái giáo lý đạo Phật dạy được làm người. Thì như vậy ở đây tôi hỏi một lần nữa, quý vị kiểm chứng lại mình, xét thấy năm điều đó có vuông tròn hay chưa? Bây giờ quý vị trả lời tôi coi, hiện giờ quý vị nam nữ có mặt ở đây giữ tròn năm giới chưa? Nếu không đủ năm giới thì có đủ làm người không? Không đủ làm người cho nên Phật nó làm người khó. Quý vị hiểu là người khó chưa? Nếu mình giữ tròn năm giới dễ ợt thì làm người dễ. Nhưng mà năm giới mình giữ không tròn thì tư cách làm người đời sau rất là khó, khó được. Như vậy để quý vị hiểu cái câu là khó được làm người hay là thân người khó được. Bởi vì năm điều kiện để làm, để được thân người đó, chúng ta giữ không đủ, không tròn. Mà không đủ không tròn thì không thể làm được những con người tốt. Bởi vì trong kinh Phật nói rõ lắm, đó là không giết người thì đời sau tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau khá giả, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra một câu chuyện được tin, không uống rượu mạnh, uống say, không hút lá phiện thì che ma túy, thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì muốn trở lại làm người ở đời sau, trong năm điều này quý vị muốn thiếu cái nào không? Con muốn rằng mình sống dai mà nhà khô nhà khang không? Muốn không? Đâu có muốn. Mình muốn mình sống dai mà mình có tiền nữa, thì phải giữ thêm hai giới, không sát sanh và không trộm cắp. Rồi mình được sống dai có tiền mà quý vị muốn mình sống xa không? Có muốn không? Mà muốn sao? Muốn cho đẹp. Ai cũng muốn đẹp. Muốn đẹp thì phải giữ giới không tà dâm, vì đó là cái tâm hồn trong trắng. Tâm hồn trong trắng sinh ra làm người đẹp. Đó hả? Bây giờ ba cái đó quý vị không muốn thiếu cái nào rồi. Bây giờ được, được thân người sống dai, được có tiền của, được đẹp đẽ, mà bị ngọng, bị câm, quý vị chịu không? Như vậy là tại vì thiếu cái giới, nói dối. Bây giờ phải giữ cái giới nữa, thì nó nói năng lưu loát, nói rằng tình huống tình tình. Như vậy thì bốn cái đó quý vị không chịu thiếu cái nào rồi, phải không? Và tới cái thứ năm, quý vị được sống lâu, được có của,
được đẹp đẽ, được nhớ năng lưu lát, mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Chứ không chịu luôn nữa. Vì vậy mà phải đừng uống rượu mạnh, đừng uống sai, đừng hút lá phượng, chỉ cho ma túy, mới trọn vẹn là một con người đàng hoàng. Thì như vậy, hiện đời, chúng ta giữ năm giới, chính đáng một con người, đời sau trở lại là người tốt hơn. Đó là quý Phật tử biết tu. Tu là như vậy, chứ không phải tu mà cứ có rằm ở mua đi chùa, không hối. Nhưng về thì những cái lỗi lầm trước đã làm bây giờ cũng tiếp tục làm luôn. Những cái chùa, những cái bỏ thì tu hay không? Cứ ghi sổ tháng này đi chùa 2 lần, 3 lần không hối. Rồi đủ rồi đó, làm hết lĩnh phận rồi. Nhưng mà rồi những cái mà mình phạm phải làm khổ lưỡi cho mình, cho người lại không chừa, thì đó gọi là tu chưa, chưa phải rồi. Như vậy nào quý vị có cái tật đó không? Có không? À, như vậy thì cái gì dở, biết là dở thì mình phải sao? Phải chừa. Thì ngang đây tôi nói Phật dạy làm người khó, thì quý vị biết rõ muốn đời sau được là người toàn vẹn thì phải cố gắng làm năm điều Phật danh cấm ở đây. Đó là quý vị tu. Còn nếu không chịu làm thì nói tu không ai tin hết á, nó không xứng đáng là đệ tử Phật. Đó là cái điều thứ nhất tôi giải thích cho quý vị thấy là cái quan trọng của năm giới thế nào. Đó là cái nhân làm con người tốt hơn hiện tại, không ai chê trách, đời sau trở lại làm người tốt hơn. Đó là cái sở thiết yếu. Như vậy thì chúng ta biết rõ làm người là khó rồi. Bởi vậy trong kinh Phật mới dạy rằng như có một bọng cây chúng tôi ngồi biển cả, tấm gió thổi nó theo chiều gió, chiều sóng mà nó trôi bập bềnh trên mặt biển. Trong cái cây đó có một cái ống bọng, có cái ống bọng to, có cái lỗ để nó chui vào đó được. Thì bọng cây đang trôi nổi trên mặt biển, có con rùa mù nằm ở dưới đáy biển, một trăm năm nó chồi đầu lên lòng để tìm cái bọng cây. Như vậy bọng cây trôi, rùa mù chồi một trăm năm nó chồi đầu lên một lần, hãy chừng nào nó tìm được bọng cây? Quý vị nghĩ chừng nào? Phật nói được thân người mất rồi trở lại nó khó như con rùa mù tìm bọng cây vậy. Nó khó như vậy là tại sao? Bây giờ quý vị chuyển năm giới làm không tròn, không tròn làm sao trở lại được? Như vậy thì nó rất dễ, chỉ cần giữ tròn năm giới thì quý vị phải có lo mất thân này rồi không tìm được thân sau. Còn nếu mà không khó giữ năm giới thì mất thân này rồi khó mà tìm được thân sau. Nhưng quý vị nhìn lại thế gian này, có mấy người giữ tròn năm giới? Như vậy thì cái người mất thân này rồi phải rơi vào những chỗ tối tăm hơn nhiều, mà cái người mất thân này trở lại được làm người rất là ít, rất là khó tìm, khó kiếm. Chúng ta phước duyên lớn cho nên gặp Phật pháp. Phật dạy chúng ta tu là để bảo vệ hiện tại một cái thân là con người tốt, đúng phẩm hạnh là một con người. Rồi đời sau chúng ta trở lại làm người tốt hơn, an lành hơn. Đó là cái chỗ khuyên chúng ta mà Phật dạy. Như vậy thì ai mà không mơ ước đời sau tốt hơn đời này?
Như vậy mà mình không chịu giữ năm giới, làm sao để thoát thân? Đó, cái nhân nó theo cái quả. Bây giờ quý vị tưởng tượng một xóm, một làng mà ai cũng giữ năm giới đúng như thật, không có sai chạy, thì xóm làng đó có được bình an không? Rất là bình an, phải không? Giả sử đi đâu quên mấy cửa thì không sợ nữa, ai dám cảnh sát? Thì cũng không như vậy với bà ấy. Ai nói ra thì cũng vui vẻ nhận tin, không có sợ cho lừa dối. Như vậy thì mình tu cho bản thân mình tốt, rồi cả xóm làng tốt. Mà nếu trong xã hội nhiều người tu vậy thì xã hội người tốt hơn, rất là tốt. Đó là mình tu để đem lại cái tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Chứ không phải tu bây giờ tôi thấy có nhiều vị cứ ỷ lại là mọi người đi sám hối thì rồi tội lỗi thì cũng hết sạch, bây giờ tiếp tục làm cái khác, rồi gần đây mua đi sám hối cho sạch, cho được tiếp tục làm cái khác. Tôi như vậy không biết từng nào mà được thành một con người tốt. Đó là cái điều tôi nhắc cho quý vị nhớ. Lâu lắm trong năm điều đó mình có sơ sẩy một điều nào đó thì liền sám hối thì được. Chứ còn thả tôi ngày sám hối rồi thì chìa hẳn, bỏ hẳn không tiếp tục nữa thì mới được. Chẳng phải sám hối sạch rồi mai mốt làm nữa, không phải như vậy. Đó là tôi nói rõ ràng cho quý vị thấy con đường tu của mình, cái kết quả hiện tại và cái kết quả ngày mai nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải ráng tu, tu được như vậy nó là xứng đáng. Như vậy thì Phật đã dùng cái ví dụ chúng ta nghe phải mà rỡn óc lạnh. Bởi vì mình như trong mùa mùa mà nổ lên mặt biển tượng động xanh cây đang câu được biết chừng nào gặp, dù có mắt tường cũng khó thấy nữa, rất là mù. Thì như vậy nó biết rằng không khéo tu một khi mất thân này khó mà trở lại được. Đó là cái điều hết sức chú ý. Lại ông Thích Phật có dùng cái ví dụ này, đây là cái bản thân chữ Hán, trong đó nói là thiên niên trước thọ khai qua dị nhất thất nhân thân vạn kiếp nhan. Sau trước một lan 100 năm mới tổ đông, nhưng mà còn dễ thấy mất thân người mà tìm lại được hết sức là khó, khó hơn là cây thiết mộc lan tổ hoa. Như vậy thì quý vị thấy được thân người là dễ hay là khó? Trước kia chúng ta đã tích lũy được một phần tu hành tốt rồi, cho nên đời này mới được làm người. Mà được làm người rồi thì chúng ta phải ráng làm sao. Vậy đó mà có những người được làm người rồi mà họ lại làm cái gì, họ lại hủy lại nó thì sáng suốt hơn. Như có nhiều người được làm người nhưng mà khi dẫn ai biết cái gì đó, cái tự tử để cho hết cái đời này khổ. Nhưng như vậy có hết khổ không? Không có hết khổ. Vì vậy mà Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy rằng như có một con trâu, mỗi khi cái anh chủ nhà đem cái ốc gót vô cổ nó thì nó bị kéo cài cái xe nặng, nó giết cái ốc. Cho nên rồi hôm nào đó chủ nhà không để ý, nó dùng sừng nó gọt cho gãy cái ốc. Nó nghĩ rằng gãy cái ốc thì chắc nó hết cái xe, nhưng mà không ngờ gãy cái ốc cũ, ông chủ làm cái ốc mới còn chắc hơn nữa. Như vậy thì Phật nói chỉ khi nào
hết kiếp làm trâu thì hết kế xe, còn làm trâu thì dù đẻ mấy cái ách cũng không có hết kế xe. Cũng vậy, chúng ta từng nào hết cái nghiệp khổ, nghiệp xấu cho mình thì chúng ta an lành tự tại. Chứ còn hủy hoại cái thân này không phải là cái nhân để an lành tự tại đâu. Và nói đó thì tôi dẫn một câu chuyện nó hơi huyền bí một chút để cho quý vị nghe. Gần đây mới năm rồi, năm này sẽ có năm rồi, mới năm này có một cô thiếu nữ ở Bình Dương, cô ấy đi thi tú tài mà có thiếu điểm ít lắm, bị đánh rớt, buồn quá rồi tự tử. Khi cô tự tử rồi thì một thời gian một hai tuần cô về báo mộng cho mẹ, cho anh, cho chị biết rằng cô đương khổ sở lắm, không có chỗ nương tựa, nhờ anh, chị và mẹ đem cô xuống dưới chùa Linh Chí, chỗ có cây tệ tỉnh đường đó, cho cô ở đó cô phụ làm thiếp. Bây giờ cô khổ lắm, thì gia đình đó có đi chùa thì chú có biết Linh Chí, cho nên xuống thực lại cho quý cô nghe và để cho tên cô ở đó để nhờ nghe kinh và để ở tệ tỉnh đường làm phước cầu nguyện dùm cho cô. Thì như vậy cái chết đâu có phải hết, mà lừa chết là càng khổ hơn, lang thang người ta gọi là quỷ đói đó, khổ sở vô cùng, kiếm chỗ nương tựa. Vậy đó mà những người khờ, những người dại họ không biết khi nào gặp cái gì quá cái sự ước mơ của họ, chúng tới cho họ liều chết, tưởng chết là hết được cái khổ, đâu ngờ chết và càng thêm khổ. Và thêm một người nữa, đây là một anh chàng ở Việt Nam, ở tại Đà Lạt, rồi sau này đi ra bên Mỹ. Từ khi trở về thăm Đà Lạt, anh lại thiền viện Trúc Lâm thăm. Anh đi vào trong chùa và đi xung quanh, anh thấy trong chùa không có cái bài vị nào thờ các dân linh. Rồi thấy những cái băng đá ngoài có để cho người này người kia cúng. Thì thời gian sau có anh chết. Anh chết thì còn người chị ở tại Đà Lạt. Thì anh vừa kêu người chị bảo, bây giờ tôi muốn về ở Trúc Lâm mà trong chùa không có thờ dân, thôi chị mua một cái ghế băng đá chị để tên tôi, để gửi với thầy để tên Trúc Lâm. Người chị nghe rõ ràng như vậy rồi sắm mua cái băng đá đem gửi về Trúc Lâm để tên đàng hoàng. Nhưng mà rồi giao thầy tư sách, thầy để đâu không biết, lâu quá cái bà chị vô tìm, tôi không biết chỗ nào hả tư sách không biết. Cái bà giận nó bà la, bà nói thầy tư sách là nhận mà không là toàn bổn phận nhân dân. Nhưng giờ dài hôm sau thầy tư sách vẫn tìm hết các nơi thì thấy rõ ràng có cái ghế để tên anh, rồi mời bà vô trình đó bà mới chịu. Như vậy quý vị thấy chết có hết không? Mà không hết thì chúng ta phải làm sao? Phải ráng tu để rồi mất thân này chúng ta liền được thân khác. Mà chúng ta đã biết chết không phải hết thì không bao giờ hủy hoại. Được thân này là một cái quý, bởi vì Phật nói là khó được, nhưng mình được thì rất là quý. Mà đã là quý thì chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ, chứ không nên hủy hoại. Cho nên trong nhà Phật cấm không được
tự sát, tức là phân biệt tự giết mình, đó là tự tử đó, mà phải sống để làm được những cái điều lợi ích cho mình, cho mọi người. Như vậy thì đó là khó tu, chứ ai mà lười chết như vậy là có tội. Đó, để cho quý vị hiểu rành rõ cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta biết rõ rồi, chết không phải là hết. Kế đó là Phật Pháp rất khó nghe. Tại sao Phật Pháp khó nghe? Ở đây có hai lý do. Lý do thứ nhất là người sanh ở trên đời này mà được gặp Phật Pháp, được nghe Phật Pháp thật là điều rất khó. Có người cả đời mà không biết, còn những người được biết nhưng lại không hiểu. Như vậy thì đó là khó nghe. Người không được gặp, không được nghe thì đó là khó. Người được gặp, được nghe lại không hiểu, đó cũng là khó. Mà tại sao Phật Pháp được nghe mà không hiểu? Bởi vì Phật Pháp nói lẽ thật, chỉ lẽ thật cho chúng ta, mà chúng ta sống trong ảo tưởng quá, không sống trong lẽ thật. Tôi nói thí dụ, quý vị có chịu chấp nhận rằng thân mình là vô giái không? Chịu không? Thầm chịu, chứ còn nếu đi ra ngoài mà ai đó phê bình rằng ăn này hay là chịu này vô nhất quá, vô nhất quá, chịu không nổi, thì quý vị sao? Đành lòng hơn, kêu hơn, hay là nổi sân mà chịu lẩu nha? Đó. Thì như vậy, bản thân chúng ta là nhơ dốt, Phật nói thân này là đãi gia hôi quý, mà mình lại thấy nó là quý, thấy nó là đẹp, thì làm sao mình nghe được? Nhưng mà không chấp nhận, bởi vì chúng ta sống với ảo tưởng quá nhiều, cứ tưởng mình là sạch, tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý. Bây giờ nghe, nếu nó nghe, nếu nó xấu ra thì nổi sừng lên liền. Mà nổi sừng lên thì lúc đó có xấu không? Mình cải tránh được cái nghe của nó không? Cho nên tôi có nhiều khi tức cười, những chuyện hết cái chuyện nhỏ mà tôi thấy rất là hay. Là một con có một người họ móc trong lỗ mũi ra một cục, tôi hỏi cái gì vậy? Nó chích mũi. Rồi tôi hỏi thêm, nếu như vậy thì trong lỗ tai mình móc ra thì gọi cái gì? Nó chích gái. Như vậy thì đầu mình chích không? Không. Chích cả đầu mình, đưa ra đưa vào. Vậy đó. Thì quý vị thiết kỷ thấy chúng ta hay chưa, đẹp chưa, thì cho đến dưới đều được bỏ hết trơn. Vậy mà tưởng mình quý, tưởng mình đẹp, rồi nghe ai chia phá một chút thì mới thích lên. Nhưng mà tại vì chúng ta mê lầm, chúng ta ảo tưởng, cái Đức Phật ngài không bao giờ thấy như vậy. Cho nên khi mà Phật khách thành đạo thì có bọn ma vương giả thành số phụ nữ hay là thiếu nữ đẹp đẽ tới dưới buổi ngày để trở về thế gian, thì ngài liền gỡ một câu đại gia hô chú đi, ta cứ dùng rồi xấu hổ mà đi. Thì như vậy với cái nhìn Đức Phật là nhìn thường thật, thấy rõ lẽ thật như vậy. Cho nên Phật nói lẽ thật cho chúng ta nghe, nhưng mà nghe cái đó hơi khó chịu quá thì mình không muốn nghe, phải không?
Đó, vì vậy là Phật Pháp khó nghe. Khó là chỗ đó. Nên nói vượt với cái tưởng tượng của mình, cái mơ ước của mình, muốn ai cũng khen, ai cũng tán mình đẹp, tán mình là sạch sẽ, thơm tho, vân vân. Bởi quý vị thấy, nếu mình thật sạch sẽ, thì chắc những cái hãng xà bông, họ không có chế xà bông thơm đâu. Phải không? Rồi những cái hãng dầu thơm á, chắc không có chế dầu thơm nữa đâu. Bởi vì cần tự nó ra là tốt rồi. Nhưng mà phải dùng cái xà bông thơm, dùng cái dầu thơm là biết mình không có sạch rồi. Mình không có hoàn hảo đâu. Phải không? Vậy đó mà mình cũng cứ quên. Mà nhiều khi lấy cái tạm ở ngoài đó, ví dụ đi đâu chút một chút dầu thơm hay là chút chút dầu thơm cho nó đỡ hôi, cái là tưởng rằng mình thơm lắm, ai ăn nha cũng chịu lắm, phải không? Cái đó là cái giả ảo, cái thực tế nó có vậy đó. Hiểu như vậy mới thấy rằng chúng ta sống với ảo tưởng quá nhiều. Mà Phật nói lẽ thật, chỉ thẳng lẽ thật cho chúng ta đừng lầm. Mà chúng ta thấy đúng lẽ thật thì chúng ta mới bớt cái tâm tự cao ngạo mạn của mình. Còn mình sống ảo tưởng, mình sanh ra tự cao ngạo mạn, đó là cái lẽ thường. Và kế lên nữa, tất cả quý vị, chúng ta có thích sống dài không? Có mơ tưởng sống dài không? Chắc ai cũng thích rồi. Để sống sao được 100, 200 tuổi vậy mới vừa ý. Mà hồi xưa mấy ông vua còn tham nữa, bá quan mà khi vô chầu đều chúc sao vạn vạn tuổi, sống trong nguyên năm. Còn mình bây giờ giả sử Tết rồi, chúng ta lại chúc nhau sống bao lâu? Chúc bá nguyên trăm năm, phải không? Bây giờ giả sử cho người nào chớ chưa Tết mà lại chúc anh chị sang năm chết, quý vị chịu không? Chắc là đuổi là khỏi nhà liền. Bởi vậy cho nên bên Nhật Bản có một thiền sư mà được nhắc tới mãi. Một hôm đó đầu năm ngày Tết, có Phật tử lại đảnh lễ ngài, chúc Tết cho ngài xong, cái ngài chúc Tết lại cho Phật tử, rồi chúc thế này: tôi chúc cho gia đình anh chị, ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, và con chết, cháu chết. Người chúc là kỳ quá, nó thầy chúc cái gì kỳ lạ vậy? Chúc cái như trừ rủa phải không? Nhưng mà ông giải thích rằng tôi chúc như vậy đó là hạnh phúc cho gia đình đó. Nói sao? Bởi vì có khi ông nội còn, bà nội còn mà cháu chết thì đó là bất hạnh, phải không? Hoặc là cha còn mà con chết, đó là bất hạnh. Còn tôi chúc thứ tự thì ông nội xuống nè, rồi cha nè, rồi con nè, thì như vậy thì tốt quá rồi, rất là hạnh phúc rồi. Tại sao lại không chịu? Thì như vậy quý vị thấy chúng ta có trốn sự thật không? Nghe cái là chúng ta liền không chấp nhận, đó là lẽ thật chứ có gì đó. Lẽ thật là như vậy mà mình không chịu, có phải là cái lẽ thật khó nghe không? Bởi vậy cho nên hồi xưa hay nói câu là trung ngôn thì nghịch nhĩ đó, đó là nói thật nhưng mà trái lỗ tai của thế thường. Tại vì mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, mơ ước quá nhiều, rồi nghe nó thẳng cái rất buồn. Thì đâu những Phật nói mình vô thường, mình không có bền, mà lại còn nói mạng sống trong hơi thở chứ mà, phải không? Nếu mà đầu năm có Phật tử nào được huynh đệ tới chúc, tôi chúc anh chị mạng sống trong hơi thở, nổi tiếc không? Chắc chịu không nổi, một ngày còn không chịu, một năm còn không chịu vấn đề hơi thở. Nhưng mà đó là lẽ thật.
thở ra mà không hít lại là chết chứ cái gì. Đó là lẽ thật, thì không biết chừng nào, không định thời gian, chỉ là thở ra không hít lại là chết thôi. Đó là lẽ thật mà tại sao chúng ta lại không chịu? Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái lý Phật pháp khó nghe. Khó nghe là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã có cái duyên gì được gặp Phật pháp rồi thì chúng ta phải sáng mà nghe, vì đó là lẽ thật, để chúng ta phá cái chấp ảo tưởng của mình. Mình không còn lầm lẫn nữa, mà mình biết đúng như thật bản thân mình, đúng như thật mạng sống của mình, mình không có ảo tưởng, thì đó là cái lẽ thật để chúng ta ứng dụng tu. Tu rất dễ dàng khi chúng ta hiểu như vậy. Đó là tôi nói về cái Phật pháp khó nghe. Bây giờ tới cái mục kế là thân người khó được. Bây giờ đã được thân người thì chúng ta phải làm gì? Đó là để chỉ cho quý vị thấy việc mình phải làm. Biết rằng thân người khó được, mà ngày nay chúng ta được thân người rồi, thì quý vị nghĩ sao? Nó quý hay không? Nó rất là quý. Quý, nhưng mà quý bằng cách nào? Quý tức là quý vị kiếm thuốc thiệt là trường xanh, uống để cho nó sống dài, phải không? Hay là tất cả cái gì tẩm bổ cho nhiều để cho nó sống dài, có phải vậy không? Không, mà chúng ta phải biết rằng được thân người là một cái điều rất khó. Bây giờ được nó, chúng ta phải sử dụng nó cho đúng, sử dụng sao cho hữu ích đối với bản thân, hữu ích đối với mọi người xung quanh, thì như vậy mới có giá trị. Chứ chẳng lẽ được làm người rồi cứ sống bình thường để trôi qua rồi hết một đời sao không chắc được trở lại thì có uổng giết nén, phải không? Vì vậy mà chúng ta giờ được làm người, chúng ta phải khéo, phải làm sao cho cuộc sống của mình càng ngày càng đáng khen, càng tốt đẹp, và làm sao những người xung quanh mình đều quý, đều mến. Đó là chúng ta biết dùng cái thân này. Chứ là quý vị nghĩ cứ lo cho mình ăn, lo cho mình ngủ, lo cho mình mặc, lo cho mình có chỗ ở vân vân, lo đã đời rồi ngã xuống chết, thì chết rồi không biết đi đâu, có đáng tiếc hay không? Cho nên được làm người, chúng ta phải làm sao cho nó xứng đáng với cái mà chúng ta đã được đây. Chứ không nên lơ là, không nên coi thường nó. À, thì như vậy muốn để xứng đáng với cái mình được, thì chúng tôi đề nghị quý vị phải làm những cái gì nên làm. Như vậy thì đối với cái thân người của chúng ta được, thì chúng ta phải cố gắng làm được lợi ích cho mình, làm được lợi ích cho người. Đó là cái điều căn bản. Nhiều khi quý vị cứ tưởng làm lợi ích cho người là mình phải giàu, có nhiều tiền nhiều của mới làm được lợi ích cho người, nhưng không phải vậy đâu. Với cái tâm lúc nào cũng muốn đem lại tốt đẹp cho mình, cho mọi người, thì trường hợp nào quý vị làm cũng được. Tôi nói ví dụ, bây giờ có bà cụ già 70-80 tuổi, khi đi qua đường xe cộ dập dìu không qua được, thì chúng ta chỉ cần lại dắt tay bà cụ đưa qua đường, thì cái đó có tốt không?
có phước không? Cái đó cũng là cái tốt rồi, không tốn tiền, chỉ một chút nhọc công thôi mà giúp cho bà già đỡ lo sợ khi qua đường, thì đó cũng là một cái điều tốt. Gặp một đứa trẻ đi học chạy chơi giúp té, chúng ta lại đỡ nó lên, phủi quần áo cho nó sạch để nó đi học, thì cái đó đâu có tốn công bao nhiêu, mà đó là một hành động tốt. Rồi thấy ngoài đường có những cái tấm giấy, tấm vải, sách người ta bỏ lan lệ xấu, thì mình lượm vào, mình đốt đi, hoặc mình chôn dẹp chỗ khác, thì đó là hành động tốt, không cần ai phải khen mình, thưởng mình gì hết. Nhưng mà mỗi ngày mình đều làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho xã hội, làm sao cho xung quanh mình có gì cũng đều tươi, đều đẹp, thì đó là mình khéo tu, khéo sử dụng cái thân này. Đồng thời chúng ta còn phải luôn luôn đối với mình là thân, là miệng, là ý, thân mình luôn luôn giúp đỡ ai được, chúng ta giúp đỡ, làm được việc gì có lợi cho chung cho mọi người chúng ta làm. Thì miệng chúng ta nói những lời tốt, lời lành cho mọi người. Rồi ý chúng ta nghĩ tới cái tình thương, nghĩ tới cái tâm hỷ xả, ai có động tới mình, phiền trách mình cũng bỏ đi, đừng giận họ, đừng hờn họ. Thì đó là mình biết làm lợi ích cho mình, gìn giữ cho mình, chứ không phải mình cứ muốn, cứ nghĩ là mình hay, mình tốt, rồi quên hết những cái bên xung quanh. Chúng ta quên mình để lo cho mọi người, quên mình đã để gây dựng cái tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội. Đó là cái người khéo dùng cái thân tạm bợ nhớt nhớ này, không có uổng phí. Chứ còn nếu mình không như vậy thì thực ra dù ăn ngon mặc đẹp mấy, tới chừng nhắm mắt rồi cái thân đó thành cái gì? Quý vị nói một câu cho thiệt rõ coi, thành cái gì? Không dám nói, thì nói ngại quá phải không? Thôi tôi thay nói dùm cho. Thân đó khi nhắm mắt rồi nó sẽ trở thành thay thú, phải không? Mà có lẽ thật không? Đó bây giờ ai là người thân nhất của mình mà chết đi để ở trong nhà đình luyện trong hòm, mà để nằm ở trên chõng, trên ngựa gì đó 5 ngày 3 ngày, chừng đó mình đi có dám thấy dần không? Những người thân nhất mình đó, lúc đó có dám tới để hôn nhất gì gì đó không? Dám không? Sao vậy? Vì đó là thay thú, phải không? Nó là thay thú rõ ràng như vậy mà chúng ta quên. Thế vậy thì cái thân này dù khéo giữ, dù khéo bảo vệ, khéo làm cho nó sạch đẹp, nhưng khi chết cũng thành thay thú thôi, có cái gì thiệt? Cho nên lợi dụng nó để mà chúng ta tu, lợi dụng nó để làm lợi ích cho mọi người thì xứng đáng biết mấy. Chứ còn nếu mà mình cứ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho nó, rốt cuộc nó cũng phải đi, rồi nó cũng thành đồ vỏ, có uổng hay không? Vì vậy mà chúng tôi đề nghị khi mà quý vị được cái thân này, quý vị sáng dùng nó cho có lợi. Lợi mình là đời này mình không có tạo tội lỗi,
đời sau được trở lại là người, lại người là để cho chung quanh đều thấy được cái gương tốt người ta bắt chước theo, thì như vậy rất là xứng đáng. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải gìn giữ thân miệng ý, không làm những cái điều sai lầm mà luôn luôn làm những điều tốt đẹp, đó là khéo tu. Tu là như vậy. Như vậy thì được thân người chúng ta không có hổ thẹn khi mà nó mất đi. Đó. Rồi bây giờ thêm một phần nữa, khi được thân người rồi, chúng ta nghĩ ngày mai thân này mất, chúng ta sẽ được tốt hơn chứ không cho nó thua. Bởi vậy cho nên năm giới chúng ta phải giữ cho tròn, đừng để nó thiếu, nó khuyết, đời sau chúng ta sẽ không được làm con người trọn vẹn tốt. Đó là cái biết lo cho mình. Còn nếu có việc cao cả hơn thì nên lợi dụng cái thân này để cố gắng ngày đêm tu hành, làm sao cho mình được sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ. Đó là mình tiến lên vượt hơn cái con người mai sau nữa. Đó là sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ. Đó là lợi dụng con người hiện tại để vươn lên, chứ không phải dừng ở con người. Đó là cái thiết yếu để tu. Nên tôi có dùng một cái ví dụ, tôi nói rằng ví như có những người đi thuyền ra biển, gặp sóng to gió lớn, thuyền bị đánh chìm. Khi đánh chìm, người đó bơi lội một đổi gần đuối, bỗng dưng gặp được một cái gốc cây mục, nó trôi lờ đờ trên mặt nước. Người đó ôm được gốc cây mục nhẹ nhàng khỏi chết đuối. Như vậy thì ôm được gốc cây mục rồi, người đó phải làm sao? Phải tìm cách để báo cho người, những thuyền bè họ đi gần, họ hay, họ cứu mình. Gặp mới gần bờ thì mượn gốc cây mục đó mình bơi lội từ từ vô bờ, thì như vậy đó là hữu ích. Còn mình biết gốc cây mục mà bây giờ mình khỏi cái chìm mình quá, cứ ôm nó hoài, ôm nó hoài rồi sao nữa, rồi trong nhà thì nó cũng giả thì mình chết theo, phải không? Cho nên ôm được gốc cây mục, chúng ta phải làm hai điều: hoặc là báo tin ra hiệu cho người nào đi ngang họ thấy họ biết họ ớt nhìn, hoặc là mượn nó, nương nó mình bơi vô bờ, chứ không có hài lòng ôm gốc cây mục chờ cho nó giả. Quý vị thấy phải không? Mà gốc cây mục là giữ cho cái gì? Giữ cho cái thân này, mình nhờ nó mà không có chìm, không có chết, để cho mình sống, làm được việc này việc kia. Như vậy thì nương nó để làm tất cả điều hay điều tốt, chứ không nên ôm giữ nó, bảo vệ nó, chờ tới ngày nào nó giả nó mục thì uổng đi một đời vô ích. Đó là cái chỗ thiết yếu tôi khuyên nhắc tất cả quý vị như vậy, để cho quý vị biết mà ứng dụng tôi. Bây giờ tới Phật pháp khó nghe, bây giờ nếu được nghe chúng ta phải làm sao? Đó là cái điều mà khi nãy tôi đã nêu. Chúng ta ít có cơ hội được nghe pháp, cũng như ít có cơ hội được gặp như ta giảng giải cho mình. Vì vậy mà Phật pháp khó nghe. Bây giờ gặp được nghe thì chúng ta phải làm cái gì đây? Đó là tôi đề nghị cho quý vị, nếu được nghe thì phải
Một, nghe rồi tư duy cho kỹ, coi cái lời Phật dạy, Chư Tăng dạy có đúng hay sai. Nhớ nghe, biết rõ là đúng thì chúng ta phải thực hành. Như vậy thì từ ban đầu cho tới ngay bây giờ, những điều tôi nói dẫn trong kinh hoặc là dẫn bằng luật để nói cho quý vị nghe, quý vị xét có đúng hay không. Bây giờ quý vị có thể chưa trả lời dội, nhưng mà về nhà rồi gẫm lại, xét cho kỹ coi nó có đúng hay không. Mà nếu thấy đó là lời chân thật, đó là đúng, thì phải làm sao? Phải cố gắng gắng thực hành, và thực hành những lời đó là quý vị tu. Tu là như vậy. Chứ còn nghe giảng kinh thuyết pháp không giống như là đi nghe nhạc và tại đi coi cái lương đâu. Nó không phải vui ồ ạt trước rồi hết, mà nó là cái thâm trầm để chúng ta gẫm, chúng ta nhận định. Nếu thấy đúng thật thì chúng ta phải ráng thực hành, mà thực hành đó là tu. Cho nên trong nhà Phật gọi là văn tư tu. Văn là được nghe, nghe rồi phải suy gẫm, suy gẫm rồi tu. Đạo Phật không bắt buộc ai nghe Phật dạy rồi phải tin liền, mà nghe rồi phải suy gẫm. Suy gẫm đúng rồi thì chúng ta mới thực hành. Đó là cái lẽ thật mà tất cả mọi người nên hiểu, hiểu tường tận như vậy. Như vậy thì chúng ta đủ ba điều kiện đó: được nghe pháp, biết suy gẫm đúng và thực hành, thì quý vị sẽ bảo đảm là người Phật tử chân chính và tiến lên, chứ không bao giờ lùi lại, và sẽ thoát khỏi những cái đau khổ trong hiện tại và kể cả mai sau. Đó là cái thiết yếu. Kế nữa là chúng ta nghe hiểu thực hành rồi, rồi phải thêm cái tâm, và cái này mình thấy hay, thấy đúng thì nên sao? Nên khuyên bạn bè mình, khuyên trong gia đình mình, nên nghe, nên hiểu và nên hành theo. Như vậy thì mình có lợi, trong gia đình mình có lợi, những người xung quanh cũng được có lợi, thì đó là đúng với tinh thần của đạo Phật: tự lợi lợi tha, hoặc tự giác giác tha. Chứ không có hài lòng rằng cái đó hay mình làm thôi, giấu đừng cho ai biết nữa hết á. Không phải vậy, mà mình làm được cái hay rồi phải giải thích cho những người xung quanh mình cùng biết và cùng làm theo mình, thì đó là mới đúng tinh thần của người Phật tử. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật thì tất cả những cái gì Phật dạy chúng ta suy gẫm đúng với lẽ thật, thì chúng ta phải hành. Khi chúng ta hành, anh em, huynh đệ, đồng bạn, họ thấy, họ biết hoặc họ không biết, chúng ta cũng khéo nói, khéo giải cho họ hiểu biết, để họ cùng hành với mình. Mình biết được lẽ hay, điều phải, con đường tốt, mà không nói cho người khác cùng biết, đó là cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, không xứng đáng là Phật tử. Vì vậy mà chúng ta phải làm hai bổn phận. Bổn phận thứ nhất, nghe, suy gẫm, rồi mình tu. Bổn phận thứ hai, đem cái nghe hiểu cho mình, truyền bá chỉ dạy lại cho huynh đệ, cùng nghe, cùng hiểu. Thì như vậy, rõ ràng là người Phật tử chân chánh, biết tự lợi, lợi tha, biết tự giác, giác tha. Đó là cái bổn phận của người tu. Như vậy thì quý vị kiểm lại từ trước đến đây những điều tôi dạy ra đó, quý vị gẫm lại có cái gì quá khả năng của mình không?
Có người nói rằng đạo Phật nói khó hiểu quá, phải không? Và có người nói hiểu mà làm không được. Như vậy thì quý vị nghĩ đạo Phật nói khó, nói làm không được phải không? Đâu phải vậy, tại quý vị không can đảm thôi. Tôi nói thí dụ, lỡ có Phật tử nào dùm rượu, bây giờ nghe nói cấm uống rượu, tôi nói khổ khó quá, phải không? Làm sao bỏ được đây? Nhưng mà giờ quý đã hiểu, cả quan quyết định bỏ, khi bỏ được rồi chừng đó mới thấy nhẹ nhàng, mình không còn bị cái sai xưa, không còn bị những cái mờ mịt đó nó lôi kéo mình nữa. Thì như vậy mình mới thấy mình đã giải thoát một phần, giải thoát trong cái ghiền gặp, trong cái trói buộc đó. Như vậy đó, khi bỏ được rồi cho thì quý vị thấy nhẹ nhõm, mừng cười. Đó là mình đã giải được một cái tai nạn cho mình. Và mình khuyên anh em, những người cùng như mình đó, nên bỏ, nên chừa. Người đã có, đã ghiền thì bỏ. Người chưa ghiền, chưa tập thì bỏ, họ chừa, họ tấm. Đó là mình cũng tự lợi, lợi tha. Như vậy thì những điều đó, tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị chưa có nghiền rượu, thì rượu nó không có khả năng làm hại mình. Nhưng mà khi nghiền rồi, thì thiếu nó mình khổ. Như vậy thì cái khổ đó từ đâu mà tới? Phật trời đem lại cho mình, ai đem? Rõ ràng là phải mình tập. Mình tập bây giờ mình nghiền, mình có quyền tập, thì bây giờ mình có quyền gì nữa? Mình có quyền bỏ, phải không? Mình có quyền làm chủ mà. Thì cái gì mình tập lỡ rồi, bây giờ biết nó sai, biết nó trật, thì chúng ta bỏ nó, can đảm như vậy, thì quý vị sẽ tiến vượt được. Còn nếu mà chúng ta không can đảm, thì chúng ta bị những cái hư dở đó, nó kéo, nó lôi chúng ta chìm lưỡng trong những con đường khổ, không biết bao giờ ra khỏi. Chúng ta bỏ rượu, nó khổ chừng 5-3 phần, mà để từ cái tội lỗi của rượu tạo nên, ngày kia phải chìm trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta khổ biết bao nhiêu. Như vậy thà là chịu cái khổ nhỏ để mai kia tắm cái khổ lớn, đó là khôn ngoan, đó là sáng suốt. Cho rồi chứ nó khó mà bỏ không được, thì chứ đổ thừa không được hoài thì muôn đời không tiến. Tôi tin rằng tất cả quý vị bên Nam ai cũng có chí khí chuyện phu, có không? Có ai dám nói thưa thầy con hiền nhát lắm, dám nói không? Mà ai cũng thích mình là trưởng phu, có chí khí trưởng phu. Mà có chí khí trưởng phu thì cái gì dở chúng ta can đảm bỏ, quyết định bỏ, không có cái gì lôi cuốn được. Như vậy mới là chí khí trưởng phu. Chứ còn nói chí khí trưởng phu bỏ rượu không nổi, trưởng phu chỗ nào, phải không? Rồi chỗ đó là ác chuyện, tùy cho ma túy, những cái đó cũng từ mình tập mà ra. Bây giờ biết cái đó là họa, là hại bản thân, hại gia đình, hại cho xã hội nữa, thì con đảm bỏ, nó giật chừng là chết thôi, không sợ. Thà là chết hơn là sống mà bị làm tôi ngoại những cái con hiền, con bệnh vậy, mình không làm. Con đảm như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Mà con đảm như vậy thì thực là trưởng phu. Dù trước có dở, nhưng mà sau là vẫn là hay. Còn nếu thiếu can đảm thì trước dễ sau dễ, và rốt cuộc đời sau càng dễ hơn nữa, càng khổ nhiều. Như vậy thì quý vị thấy phải can đảm, phải cương quyết, chứ không nên trần chờ. Còn bên Mỹ thì tôi biết rằng quý cô, quý bà hay tham một việc là buôn bán ở chợ mà bảo đừng nói dối khó quá, phải không? Quý vị buôn bán
cái dáng nó thiệt hơn. Chắc không dám, thế giới khó, giữ giới đó khó, nhưng mà quý vị đừng sợ. Nhớ lại cái quán nào mua mà nói thật giá, người đó bằng đầu thì họ chưa tin, nhưng mà nhiều là như vậy, họ tin. Họ tin được rồi thì họ càng thấy mua nhiều. Ban đầu thì thiệt thòi một chút, nhưng mà sau rồi thì sẽ được nhiều hơn. Còn những người mà nói lừa gạt người ta, một khi họ biết cái đó là không phải là cái giá thật mà mình lừa gạt người ta lầm, thì sao họ dám tới đó nữa không? Chắc chắn không dám tới. Thì như vậy đâu phải là thiệt thòi. Bởi vậy cho nên cái người khéo tư thấy như thiệt thòi mà vẫn có lợi ích. Còn những người gian dảo thấy như được nhiều, nhưng mà có ngày sẽ mất hết, nó không có bảo đảm. Vì vậy mà quý vị đừng ngại chúng ta thiệt thòi, mà chỉ ngại rằng chúng ta phạm giới. Cái phạm giới là cái ngại nhất. Còn cái thiệt thòi không có ngại. Nghèo mà giữ tròn năm giới thì đời sau còn đẹp hơn, tốt hơn. Bởi vì quý vị nhớ, đời này chúng ta sống chừng bao lâu? Hiện giờ những vị 50-60 tuổi rồi thì tính còn bao lâu nữa? Nhiều lắm là vài chục năm, phải không? Vài chục năm rồi lưỡi đuổi nó tới. Thì như vậy cái chết nó sẽ đuổi tới mình, mà mình không chuẩn bị, mình không lo cho tới ngày mai, mà mình cứ tạo tội, thì chừng chết tới làm sao trả tay kịp. Như vậy mình khôn hay dại? Cái giết nó là khổ, mà mình không có chuẩn bị, khi nó đến rồi trở tay không kịp, thì đó là người không khôn. Người khôn thì biết ngày mai mình phải chết, thì bây giờ mình chuẩn bị lành. Cái gì sau khi chết mình được tự tại, sau khi chết mình sẽ được thân tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái đó là chúng ta biết lo xa. Cho nên người tu là người biết lo xa, nghĩ tới ngày mai. Ai rồi cũng phải tới chết, mà người cứ thụ hưởng chờ chết thì đó là không phải khôn. Bởi vì khi chết thì họ đâu có biết đường đi đâu, họ chưa biết phải phải thế ra sao. Còn bây giờ quý vị giữ tròn năm giới và làm những điều tốt, điều lành, thì khi dành nhắm mắt quý vị cười ra đi. Tại sao cười? Vì biết mình sẽ được cái tốt hơn, phải không? Bỏ cái xấu, được cái tốt là buồn hay vui? Tự nhiên mình vui, đâu có thể chết. Phải giữ các thiền tư gần chết cười. Tại người ta biết rằng người ta không có mất cái cao quý của mình. Đời này ở tâm với cả trần, mình chịu đựng những cái vui buồn, nhưng mà khéo tư thì đời sau mình tiến lên, nhưng đâu có lùi xuống người ta. Cho nên tôi thường thí dụ, tôi thí dụ rằng người biết lo xa, họ đang có một chiếc xe, hoặc là xe máy, hoặc là xe hơi, họ đang có, họ xài. Bây giờ chiếc xe đó cũ, xe nó cũ, nó gần hư, muốn đi đạp nó không chịu nổ máy, hoặc là phải đẩy vân vân, cực khổ như vậy. Mà nếu người đó không biết chi cảm, không biết dành để số tiền mua xe mới, thì lúc đó họ có sợ không? Cái xe này cũ, hư rồi lấy cái gì mà đi đấy, họ phải lo. Còn nếu người nào họ biết chi cảm dành để có số tiền trội hơn để mua chiếc xe tốt hơn chiếc xe cũ, thì xe đó nó sắp hư, người chủ nhà lo không? Thôi hư thì bỏ, mua xe mới khác đi khỏe hơn, phải không? Không có gì phải lo hết. Thì thân này ai cũng biết nó bại hoại, mà không chịu tu, không chịu chuẩn bị,
trời nó bại hoại rồi kêu trời khổ quá, rồi lo than khóc với nhau. Chứ bây giờ biết thân bại hoại, chúng ta can đảm chấp nhận nó sẽ bại hoại không nghi ngờ, rồi biết tạo điều kiện để cho cái ngày mai đẹp đẽ hơn. Khi mình đã tạo được điều kiện đó rồi thì cái này bại hoại mình cười thôi, chào anh tôi đi, sao sẽ tốt hơn, đừng lo, phải không? Còn bây giờ không biết ngày mai ra sao thì ra đi hoảng hốt, sợ không biết thân phận ra sao. Tất cả con cháu thương khóc thì chỉ là khóc thôi, chứ làm gì được cho mình. Vậy mà vừa bị lớn tuổi rồi cứ cắm đầu lo cho con, lo cho cháu, lo hoài không chịu tôi. Rồi tới chừng ra đi rồi cái chừng đó có đứa cháu đứa con nào mới chịu đi theo mình, nó dẫn đường cho mình khỏe không, thì chừng đó mới lũ thủi ra đi một mình, không biết thân phận ra sao. Và tại sao khi này chúng ta không dành một ít thời gian để chúng ta tu cho mình, chuẩn bị cho mình, thì khi ra đi chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng, không phải là sáng suốt sao? Đó là những điều cụ thể thực tế, vì quý vì thương tất cả Phật tử, tôi dám nói hết lời để nhắc quý vị biết mà tu. Bởi vì chúng ta không phải chỉ có một đời này, mà còn tiếp tục nhiều đời, phải dám làm sao đời này qua chúng ta tiến hơn đời sau tốt bằng rưỡi bằng hai đời này, và cứ như vậy mà tiến lên, đến bao giờ thành Phật mới thôi, thì đó là chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Chứ còn mình cứ ôm ấp cái thân tạm bợ này, hài lòng với nó, giờ cứ cố gìn giữ mà giữ không được rồi đau khổ, đau khổ ngay trong đời này rồi đau khổ luôn cả đời sau, như vậy thì phải có đáng buồn hay không? Cho nên tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, tôi mong rằng quý vị nghe hiểu rồi suy giảm để ứng dụng tu, đừng uổng công phí sức đi nghe rồi về không làm được cái gì hết, cái đó là cái vô ích. Mà tôi tin rằng quý vị ai cũng biết rõ mình sẽ chết, cho nên kể từ ngày này quý vị làm theo như những đứa bé, nó muốn dành dụm con số tiền mua cái gì thì nó làm sao? Nó bỏ ống, phải không? Mỗi ngày bỏ một xu hai xu, thì chừng 5 tháng 7 tháng nó trẻ ống ra cho nó đủ mua cái món đồ nó muốn mua. Thì Phật tử mình cũng vậy, một ngày mình không thể tu được nhiều vì còn lo sự sống, còn bận gia đình, cho nên mình làm một hai điều lành, mình tu một hai điều tốt, rồi cứ một ngày ít ít, tới khi mình nhắm mắt cái nó là một số lớn, nó dẫn mình đi đường lành, thì đó là cái khôn ngoan, đó là cái sáng suốt. Chứ đừng quên rằng chúng ta cứ sinh đời, đó là cái mình lầm lẫn mà chúng ta phải ra đi bất cứ lúc nào. Mà nghĩ như vậy thì chúng ta phải làm ngay bây giờ, chứ không nên chậm trễ. Chậm trễ là cái quả của mai sau. Quý vị thấy chưa? Biết rõ điều đó chưa? Như vậy thì hôm nay buổi nói chuyện với tất cả Phật tử ở đây, tôi tha thiết nhắc cho quý vị thấy rõ thân người khó được. Được nó thì phải ráng làm cái gì hay, cái gì tốt, chứ đừng thả trôi chờ chết mới thôi. Đừng nghĩ như vậy. Phật pháp rất khó nghe, ngày nay chúng ta nghe được rồi, phải cố nhận định chính chắn rồi thực hành. Có thực hành thì cái lợi ích mới có, cái lợi ích mới được. Còn nếu mình không thực hành thì dù cho nghe bao nhiêu kinh, học bao nhiêu sách cũng không tới đâu hết. Vì vậy mong tất cả quý Phật tử khéo sử dụng cái thân khó được này
để cho nó chính đáng. Khó nghe phải khác, cái khó nghe này mà chúng ta lãnh hội được, để vào ngày mai chúng ta tiến lên, chúng ta không làm truyền thánh được, ít ra cũng là làm người tốt hơn đời này, thì đó là cái lợi ích của người biết nghe Phật pháp. Để mong tất cả quý vị cố gắng thực hành, mong quý vị mỗi người đừng quên những lời chúng tôi đã nói. Vậy thì thời pháp tới đây chấm dứt, mong quý vị cố gắng.